Đánh tụi anh cho hơi đuối chút. Đánh tụi Hunter này cũng hơi mệt đây. Dạ meta là bước khác về phải không anh? Đúng rồi, Otmay thì giờ hơi mạnh vô đó. Otmay thì giờ nó khá mạnh vậy vô đó. Trời độ thiệt luôn hả? Thằng này đánh chơi cục súc dã man luôn. Đó. Thằng này nó chơi cục súc quá anh em à. Nó chơi cả Ot Hunter thì đâu đâu giờ chậm lắm em ơi. Đó như Vượng nói giờ dead combo nhiều lắm, em đánh chậm là em sắp mặt lòng liền, em chịu không nổi đâu. Đấy bây giờ mà em đánh chậm là em chết, đánh chậm là chết, đánh chậm thì mà chậm theo kiểu mà hủy bài như vậy thì đánh được, còn chậm mà chậm theo kiểu mà Sida thì em sẽ chết với tụi Rit. Rit nó đánh Mechathan với lại đánh đánh cái dead deal 40 đam một tên, 37 đam một tên thì làm sao tụi em chịu nổi. Thế nào chịu nổi được. Tao rui còn xài được nhưng mà tao rui giờ nó yếu lắm em ơi, thề luôn. Em có thể hỏi tham khảo những cái người đang ngồi xem trên đây, những cái viewer đang ngồi xem trên đây, có nhiều người người ta sẽ nắm được meta ra khá là nhiều, cũng giống như anh. Mọi người sẽ đưa ra một cái nhận xét về cái khía cạnh của meta hiện tại của Hearthstone. Thì như anh nói là cái hiện tại thì nó là, anh không biết nói sao luôn, nhưng mà thật sự hiện tại thì nó khá là yếu. Nó rất là chậm, mà chậm thì gặp tụi Rit là tụi kia làm cái là sắp mặt liền. Đó, OTK Bali cũng có nữa. Em không thích Hunter. À hello Thần Nguyễn nha em, bây giờ quên. Giờ này không thấy anh chơi Dota vậy, tại vì anh đang chơi cái meta mới có nhiều deck để anh test quá nên anh chưa chơi lại Dota em. Khi nào rảnh anh sẽ chơi lại Dota. Lâu lâu anh vẫn vô chơi một ván hai ván gì đó. Ủa thằng này đánh cuối cùng nó đánh cái gì vậy? Đánh Death Ray Hunter hay là đánh Ott? Này Ott Death Ray Hunter đúng không? Một style hay mới à. Chà. Cũng khá là mệt. Death Ray Hunter cái gì đó khá mới vậy. Em thấy Hunter thì còn Otmay còn nhiều cái Death Paladin nữa làm chi. Paladin cũng còn mà. Úi trời ơi kinh vãi. Rui giờ anh em thấy không, nó biến mất luôn. Rui bây giờ chỉ có chơi thêm một đường gọi là cái đường của tụi Spyful thôi. Spyful thôi, nó đánh theo kiểu Spyful thôi. Spyful Rui hoặc là Ram Savay Rui, kiểu là hú đam đập các kiểu. Thì may ra mấy tên sau mình ly hết nhiều quá nha, từ từ. Để coi coi từ từ. Tên sau ly hết 4 lá trên tay nữa luôn. Sao ly hơi nhiều nha. Đúng rồi, Death Ray Hunter mà không có Tharina thì sao ăn được. Rui hiện tại bây giờ tên thấy nó biến mất trên meta luôn, đâu còn ở đâu không? Không còn xuất hiện ở đâu. Đây DK ra. Giờ nó cạp 92 quả trứng rồi ha. Bốn kẹt trên đây có thể là cái gì chả? Để chạy cái này. Để cái này là cái này còn một. Cái này là 2 nè, 1, 2 nè. 2, 3. Chúng ta mất khoảng bao nhiêu? 9 mana mà chúng ta mới có 8 mana thôi, đã thêm một tên. Ủa, đánh lộ ra rồi. À nó có con 99 nha. Nó có con 99. Nó có con 99, nó có con 88 gì đó. À nó có con 88. 9 mà nào 88. Nó có con đó. Nó có con đó.
chưa? Ừ, Death nó mất cái đó rồi. Nó mất cái con Katana rồi nên không được hay lắm. Nên cái Death xì ra, cái Death nó hơi dở. Cái Death Ray là phải có thêm Katana nó mới mạnh được. Katana nó kéo một cái, một tên là kéo được hai con, 8 mana kéo được hai con. Một con 8, con 9 mana, hay bá bà đái. Rất là khó chịu. Belly. Ouch. Hết bài chơi luôn. Anh đâu bị lắc rồi em hạ cái em hạ cái kia xuống đi em. Em hạ bớt cái kia xuống đi. Em hạ bớt cái đồ phân giải xuống đi. Em hạ cái đồ phân giải xuống. Em hạ cái đồ phân giải xuống bớt đi em. Em hạ cái độ phân giải xuống bớt lại anh sẽ hết lắc nha, tại vì cái ở trên đây nó chỉ mặc định là từ 720 tới 1080 nên bạn nào mạng yếu thì sẽ auto bị lắc. Chơi căng vậy bạn. Chơi căng đét. Christmas, I gave you my heart on the very next day. 1, 2, 3. Cùng anh có đánh rơi nhịp nào không? My hunger grows. Thì rồi say chứ gần là mẹ gì nè. Đuối bài quá chạy chứ sao. Giờ nó không chạy nó đánh con này do nó cũng bị mất con Lyra thôi. Du đây. Khả năng du cao. Khả năng du là cao. Nếu đánh control thì khỏe quá. Chứ nó gần nặng lên dù rồi. Miracle, trời ơi Miracle nói gì nữa. Sao em chơi răng 17 thôi mà gặp mấy dead lên dần hữu lại, mấy hàng đó nó nghỉ game lâu đó em. Em gặp mấy hàng mà nghỉ game lâu nó vậy đó. Em gặp mấy hàng mà nó nghỉ game lâu á, xong mà nó tụt xuống răng 17, 18 rồi đó, nó đánh lại thì đúng rồi, như vậy đúng rồi. Đâu gì đó. Lên thêm con 33 nữa ha. Ôi, nó không lên con 33 hơn bãi đái ông ơi. Nó không lên con 33 hơn bãi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, đó luôn con đó luôn con đó.
Trời gì vậy, ghê vậy hả? Đó, đầu tư vậy. Ác ghê luôn. Đái hết cả đái thật. Má đầu tư giả mang lên con lên cả đùm luôn. Ghê thiệt. Anh này anh chơi lớn quá. Quá dữ luôn các bạn. Kiểu đầu tư. Má kiểu đầu tư mà thấy đường lỗ không thấy đường lời đâu hết. Red, red, red. Bán hàng sensei này. Bây giờ mình gặp nó nhiều lắm á. Bây giờ luôn. Sensei này mình gặp nó bây giờ luôn. À, thằng này đánh có thể là đánh à, cái này mà mình đợi nó ra đủ combo ha, nó mà mình không cần vội, cần nó ra cái kia là mình quất nó chết là nó xong à. Giờ đợi nó ra đủ, nó dùng helmet nó bắn một cái là mình có thể combo phá bài nó là easy win luôn. Sao lại lên mấy con này không vậy? Lên con nào nên mình đo cạn được cái ta. Giờ đợi nó lên đủ bài thôi, xong rồi mình phá cạc nó thôi. Trời ơi, cái combo này phá cạc tụi. Tụi ấy là phải re luôn. Tụi mà mấy cho thanh là cái gì luôn á. Kè kè ra là kè. Úi giời ơi, anh đâu cần gì nhiều đâu. Anh đâu cần gì nhiều. Ủa bây giờ chỉ cần Defy nữa là đẹp rồi. Giờ Defy ra nữa là đẹp. Một cái Defy thôi em ơi. Một cái Defy thôi. ABM à. Có thể là ABM. Là gì đây? Để ra draw hai cạn luôn. Má người thiệt. Dâm đảng thiệt. Ở đây draw hai cạn luôn, ghê thiệt. Này gì đây? 4 mana 04 chết rồi hai kẹt. Đậu má Defy bỏ tâm đét hai đắng rồi nha. Giờ Defy ra trên tay là coi như là xong rồi, không cần gì nhiều. Rồi Metafu mà ra trên tay cũng ngon nữa, rồi Metafu một con thôi là biết. Rồi Metafu một con ra trên tay cũng được, không cần gì. Thằng này muốn ro kiểu như ro mà cháy vé luôn mà. Tên sao bị full hand rồi. Cái con mình phải biết ở đâu Metafu ra nè. Mình biết nó nét gì cái đã. Đang bị full hand đúng không? Your soul is mine. Oh, rồi. ABM nha anh em, chứ không phải mà chơi thân. ABM đã phát hiện được combo đó rồi. Test subject nè. Đã phát hiện là bắt được mày rồi. Bắt được mày đánh cái gì đây? Tàu quỷ. ABM. Nó là ABM rồi. Ờ,
Ừ, chạy luôn hay quá. Đốt hay lắm em, ốp ra anh luôn, quá dữ, quá dữ. Quá tuyệt vời luôn. Your soul is mine. Mà nếu còn gì tuyệt vời hơn. Nó lại bê em. Bò tôm đấy thật rồi mà. À, em có đất đa điều điều không nè, đó cái đó anh cũng biết. Anh biết đất đó. Điều ba đào mà cái lá không anh ạ. Ê mày DeFi nằm ở cuối đét thiệt à. Mồm thối, mồm ai thối thế. Mà các bác nào thối thế. Dám nói cái DeFi tôi nằm ở cuối đét. Để... Đi đánh răng ngay vào luôn nha. Đi đánh răng ngay vào luôn nha. Mồm miệng như thế là không được rồi đấy. Tớ không thích rồi đấy. Nó cháy một lá rồi. Ôi rồi nhiều thế. Có nào cần lá DeFi không ta? Má thiệt DeFi ở đâu rồi? Phải cơ. Nắm tay không có mắc đủ nhiêu cạc cả. Hiện tại không có mắc đủ nhiêu cạc cả. Nắm tay không mắc đủ nhiêu cạc cả. Mắc cao lắm là hai cạc, ba cạc. Nắm tay nó không có mắc nhiều. Ngủ nó mắc như phải ba bốn cạc, phải bốn cạc cho lên. Nó mới phát huy hiệu quả được cái con Hào Phiêu này. Nó hiện tại nó bị cháy một lá kia rồi, nó cháy một lá kia rồi nên cũng không có gì bàn cãi, cháy một lá ra đi ăn rồi nên giờ về combo nó cũng hơi khó. Thằng này đánh ít con heo, heo heo mình đã từng gặp nó thì heo heo mình biết thì nó đánh ít con heo. Để dám rò thêm. Thật sự là mình đéo dám rò thêm. Có thể lên lên đâm cũng được, lên đâm ở tên này, lên đâm tên này, tên sau lên DK. Ở đâm thì ăn tên thì nguyên đám thì chết rồi, mình lên con ấy cũng được. Lên đâm cũng được. Đâm cũng được. Đi phai lên nè. Khi nào chơi nô tô em bật ti với nha. Ok em. À ta Ama chưa mắc, Ama chưa mắc, Ama chưa mắc, Ama chưa mắc. Ama nó mới xài đó mắc không. Really? Thiệt luôn hả? Super cho lại vậy luôn hả? Đậu hỗn nó thiệt ơi. Ừ, hai đại đi ăn.
Không, tại sao có lại thua đây em? Tại sao có lại thua đây em?